Quý vị, hôm nay là 25 tháng 11 âm, tức là chỉ còn 35 ngày nữa là sẽ bước sang năm mới đinh dậu. Năm nào cũng thế, cứ vào đêm 30 Tết, người dân ở các thành phố lớn lại đổ về khu vực trung tâm chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới với sự xuất hiện của màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Những người ở nhà cũng có thể theo dõi thời khắc này qua truyền hình. Nhưng năm nay, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017, các tỉnh thành sẽ không tổ chức bắn pháo hoa để dành thời gian kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách. Chỉ thị này được cho là phù hợp trong bối cảnh năm vừa qua, thiên tai khốc liệt khiến người dân nhiều địa phương, đặc biệt là miền Trung, chịu thiệt hại nặng nề. Việc người dân cả nước tiết kiệm để chia sẻ, giúp đỡ bà con có được một cái Tết đầy đủ ấm cúng là điều rất nên làm. Dù vậy vẫn có nhiều người thắc mắc rằng không có pháo hoa thì còn gì là không khí Tết. Chuyện tối nay xin được đóng góp một góc nhìn vào cuộc tranh luận này. Cùng tham gia với chúng ta ngày hôm nay là khách mời trường quay là chuyên gia ở văn hóa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung. Và đầu tiên thì Thủy Linh xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã nhận lời tham gia trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Là, xin chào MC Thủy Linh và xin kính chào các quý vị khán thính giả của đài VTC. Dạ vâng. À, thì linh cũng muốn hỏi ông là mọi năm đến Tết đêm giao thừa thì không biết gia đình nhà mình có uh, cái truyền thống là đi xem pháo hoa hay không ạ. Và năm nay khi mà chúng ta nghe thông tin rằng sẽ không có pháo hoa nữa thì ông thấy như thế nào ạ? Vâng, tôi nhà tôi ngay gần uh, hồ hoàn kiếm nên năm nào chúng tôi cũng uh, đi đón xuân và xem bắn pháo hoa. Nhưng năm nay do cái đặc điểm tình hình đất nước ta nó cũng có những cái gọi là điều kiện gọi là không thuận lợi về thời tiết và nhiều vùng bị uh, lũ lụt rồi thì mất mùa cho nên là với chỉ có cái chỉ thị của trung ương là các cái địa phương không bắn pháo hoa nữa thì tôi cho rằng đấy là cái chỉ thị rất đúng đắn và chúng ta cảm thấy rằng là một cái tết mà chúng ta gọi là không phải chỉ cho cá nhân mình hay gia đình mình mà cái tết là phải chia sẻ với cộng đồng và đồng bào cả nước thì đấy là một điều rất vinh dự và tôi cảm thấy là rất là phấn khởi Dạ vâng. Và ông có thể chia sẻ với quý vị khán giả là cái lịch sử của bắn pháo hoa là như thế nào được không ạ? Tại vì cái ngày đầu với cả so với ngày nay thì người dân ngày xưa bắn pháo hoa ra sao ạ? Có cùng giống như chúng ta mục đích như bây giờ không ạ? Vâng thì rõ ràng là phát hiện ra thuốc súng thì cách ngày nay khoảng gần 2.000 năm rồi. Đúng Còn pháo hoa là có thể cách ngày nay cỡ khoảng hơn 1.000 năm rồi. Thì chúng ta thấy rằng là pháo hoa là được người dân là phát hiện sử dụng ở trong những cái dịp gọi là lễ Tết lễ hội rất chi là nhiều đó vào Việt Nam chúng ta thì cũng có cả pháo đốt này rồi sau này là gần đây là trong vòng khoảng hơn 10 năm gần đây là chúng ta gọi là không sử dụng pháo đốt nữa thì sử dụng pháo hoa để đón Tết đó không ạ và cái pháo hoa ấy, nó cũng đã trở thành một cái nét sinh hoạt văn hóa trong dịp gọi là xuân mới ở nước ta và mọi người đến khi mà 30 Tết thì giao thừa cái thời gian linh thiêng chuyển cái khắc thời khắc linh thiêng đó thì mọi người đều ngóng trong cái sự gọi là bắn xem pháo hoa và để mà đón Tết đón giao thừa dạ vâng. Mà... vâng giáo sư phó sư có thể chia sẻ một chút là vậy thì rốt cuộc người ta bắn pháo hoa để làm gì ạ thì tôi cho rằng là đấy cũng là một cái gọi là sinh hoạt mang tính chất gọi là tinh thần và tâm linh đấy vâng. vì sao bởi vì khi mà thời khắc thay đổi từ năm cũ sang năm mới từ mùa đông sang mùa xuân đó ngoại thì theo quan niệm truyền của truyền thống của Việt Nam chúng ta á, thì phải có tiếng pháo để mà tiễn đưa cái năm cũ đi và để đón chờ cái năm mới đến đúng không ạ và cái tiếng sau này ấy, thì khi không đốt pháo nữa thì pháo hoa nó thay cho cái màn đó có nghĩa là để tưng bừng đón chào năm mới đầy khí thế và hào khí đúng không ạ và người ta quan niệm rằng là như thế thì sang một năm mới nó sẽ có một không khí sôi nổi và mọi việc làm nó sẽ hanh thông và thuận lợi vâng cái việc cầu mong những cái điều thuận lợi trong năm mới là điều đương nhiên và chúng ta có rất là nhiều cách thức khác nhau trong đó là có pháo hoa đúng không ạ và... tôi cũng tìm hiểu được biết là pháo hoa thì cũng chỉ mới có đi vào cái đời sống của con người ở một số quốc gia à, à, là khoảng hơn một nghìn năm nay thôi đúng không ạ và, và người ta cũng dùng pháo hoa không chỉ cho việc trong các lễ hội như là chúng ta vừa nói chuyện mà thậm chí người ta có thể dùng pháo hoa là một cái một một loại vũ khí để trong chiến tranh chính xác để có thể và... tấn công và... kẻ thù như vậy pháo hoa không đơn thuần là chúng ta dùng ở trong ngày Tết vậy thì bây giờ khi mà chúng ta ví, ví dụ năm nay chúng ta sẽ không bắn pháo hoa nữa nhiều người đã nói rằng là như vậy thì còn gì là không khí ngày Tết ông có nghĩ như vậy là chúng ta đã mất hết không khí ngày Tết rồi không ạ? Tôi thì tôi không không nghĩ như vậy mặc dù là pháo hoa nó đã trở thành một cái nét sinh hoạt văn hóa trong một thời gian không phải là ngắn với đối bản thân tôi và với lại người dân Việt Nam nhưng mà tôi cho rằng là nếu mà chúng ta mở rộng cái không gian ra nữa thời gian ra nữa thì chúng ta thấy hình thức đón Tết nó thay đổi đúng không ạ? Theo lịch sử theo phong tục theo hoàn cảnh kinh tế còn cái bản chất của Tết là gì thì chúng ta vẫn cố gắng giữ lấy một bản tết bản chất của Tết đấy chính là tình người sự trẻ sẻ chia và cái gọi là cái hướng về một cái gọi là mục đích chung của gia đình và của dân tộc là vâng vâng à, phó giáo sư thì cũng đang nói tới việc là cái việc không bật phong hoa thì nó không ảnh hưởng tới cái không khí Tết vậy tôi cũng rất băn khoăn là vậy thì cái không khí Tết mà chúng ta đang nói đây thì rốt cuộc chúng ta nên hiểu nó là cái gì và cái gì thì làm ra không khí tết đấy? ạ? Vâng thì tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều cái nét để mà tạo ra một không khí tết tùy theo từng vùng miền. Đúng không ạ? Như ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta hoặc là cụ thể hơn nữa là miền Bắc. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là tết đấy là sự thăm hỏi này, động viên lẫn nhau này, đúng không ạ? Chia sẻ tình cảm này, quan tâm đến người già này, quan tâm đến những người có công với đất nước này và đặc biệt nữa là cái sự hội tụ những thành viên trong gia đình, trong dòng họ, trong làng mạc để mà thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thành hoàng làng và tưởng nhớ đến những vị anh hùng có công với nước thì tôi cho rằng đấy chính là một cái gọi là tất phần lớn những lễ hội của chúng ta nó đều gắn với những nét sinh hoạt đó, đúng không ạ? Thì, thì đấy là chính là cái bản chất của cái gọi là lễ tiết truyền thống của Việt Nam chúng ta. Dạ vâng và như uh, phó giáo sư tiến sĩ vừa chia sẻ thì đấy là cái ý nghĩa phần lớn của các lễ hội. Thế còn đối với cả Tết của chúng ta thì sao chuyển giao sang năm mới thì nó có một cái ý nghĩa gì đặc biệt hơn không ạ? Bởi vì chúng ta cũng thấy là từ năm 1995 khi mà chúng ta uh, không có đốt pháo nữa để đón Tết vâng. thì chúng ta cũng có những cái Tết an toàn hơn rất nhiều, có đúng không ạ? Đúng rồi. Uh, Vậy thì cái ý nghĩa thực sự của Tết Tết chuyển sang năm mới của chúng ta nó là gì so với các uh, lễ hội khác trong năm ạ? Vâng thì cái lễ Tết chính là cái mà chúng ta gọi là Mỗi một cái gia đình ấy, Đúng không ạ Và mỗi một cái đơn vị cơ quan tổng kết Cái năm cũ ừ. Đó mà để nhìn nhận đánh giá Những cái gì là thuận lợi, cái gì là khó khăn, cái gì là thành tích Cái gì là hạn chế Để chuẩn bị bước sang một năm mới Có một cái gọi là kế hoạch Nó phù hợp hơn, nó tốt hơn Để từng gia đình và từng đơn vị cơ quan Có thể là có một cái khí thế mới Và phấn đấu hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình Về dạ. kinh tế, về chính trị, về xã hội đúng không ạ và để thực hiện được việc đó thì tôi nghĩ rằng là dân dân chúng ta sáng tạo lắm tùy theo từng cái hoàn cảnh gia đình tùy thăng điều, tùy theo điều kiện từng đơn vị cơ quan và địa phương người ta nghĩ ra những cái gọi là hình thức khác nhau đúng ví dụ dạ. như chỉ thị của trung ương cũng nói đấy là các địa phương hãy tổ chức những cái lễ hội này vui xuân cho người dân này ừ. hay tổ chức đến thăm non bà mẹ việt nam anh hùng này những người có công với nước này hay những gia đình thương binh liệt sĩ này Đó không ạ? họ đúng đặc, 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 đặc biệt là đi thăm hỏi chia sẻ với những cái địa phương những gia đình ở những địa phương mà vừa rồi là vâng. bị lũ lụt. Dạ. Đó ạ, thì đấy chính là những cái mà chúng ta gọi là vận dụng sáng tạo cái tình hình, điều kiện hoàn cảnh của từng nơi để mà chúng ta tạo ra một cái Tết làm sao là nó vui vẻ và ừ. nó có sự gọi là đồng cảm, sự chia sẻ giữa những cái người ở từng các địa phương và đồng bào cả nước với những cái đồng bào mà hiện nay đang gặp những cái khó khăn về kinh tế hoặc là những đồng bào vùng sâu vùng xa. Dạ. Đó ạ, thì đấy chính là tôi cho rằng là một cái Tết nó mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là cao cả. Dạ vâng, à, nhân chúng ta đang nói về một cái Tết ý nghĩa nhân văn thì chúng ta cũng biết là khi không bắn pháo hoa chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 10 tỷ, có đúng không ạ? Vâng Và... à, Vậy thì có rất nhiều người lại có quan niệm rằng là 10 tỷ này để uh, lại lấy làm niềm vui cho 8 triệu dân thì nó là quá rẻ, trong khi 10 tỷ này để giúp cho người dân uh, gặp uh, gọi là thiên tai trong thời gian vừa rồi thì trả bỏ là bao nhiêu thì uh, theo quan điểm của ông về cái uh, suy nghĩ này là như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng cái suy nghĩ của một ai đó như vậy mới tính toán thuần túy đến vấn đề đồng tiền phân bạc, tính toán đến vật chất thôi, chưa tính toán đến những cái gọi là tinh thần cái sự đồng cảm sự chia sẻ sự động viên dạ. còn nếu như những cái có thể có nhiều đồng bào bây giờ đang rất khó khăn bị lũ lụt mà ở những nơi khác vẫn cứ tổ chức tưng bừng đón tết một cách gọi là thoải mái thì rõ ràng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng không tốt đến những cái tâm lý suy nghĩ của họ còn nếu như cả nước chúng ta đều chung lưng đấu cật vào rồi cùng tiết kiệm rồi thì chăm lo cho đồng bào và đặc biệt khi mà đồng bào những vùng sâu vùng xa, hay vùng khó khăn người ta thấy rằng là cả nước Tết năm nay đón Tết tuy có thể không có pháo hoa không tưng bừng như năm ngoái nhưng nó lại tưng bừng ở cái tình cảm, ở sự ừ. động viên chia sẻ giữa các cái thành viên trong cộng đồng và những cái người dân Việt Nam với nhau thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó sẽ động viên tất cả mọi người hơn nhiều so với lại nhìn một cái màn pháo hoa mà bắn nhưng mà trong khi đó còn hàng triệu người còn đang gọi là đói kém hoặc còn đang khó khăn. Thì tôi nghĩ rằng là những cái quan niệm chúng ta phải tính không phải chỉ vấn đề vật chất, không phải chỉ là 10 tỷ Mà vấn đề là tình cảm, suy nghĩ ừ. và những cái gọi là sự cảm thông cái đó nó là vô giá Dạ vâng, à, nhưng mà chúng ta cũng có thể bàn thêm một cái cách nào đó để chúng ta tiết kiệm à, Để vì dân và mà vẫn có thể là làm sao mà cho người dân những cái niềm vui như là đừng ngắm pháo hoa đêm ra thừa Thì ông có một cái gợi ý gì không nếu như có một cách nào khác ạ Không nếu như mà theo tôi thì rất có thể là kết hợp ý đảng với lòng dân Đúng không ạ? Đảng chỉ thị như vậy là đúng rồi chúng ta chấp hành nhưng mà trong cái điều 3 của chỉ thị có nói đến là các cái địa phương không bắn pháo hoa và chúng ta phải tổ tổ chức cái đón Tết làm sao cho nó gọi là tiết kiệm, đúng không ạ? Và không lãng phí. Thì ví dụ như tôi nghĩ rằng là bây giờ các địa phương mà ngay cả Hà Nội nữa, mọi năm là rất nhiều địa điểm bắn có thể 15 20 địa điểm Hà Nội bắn hay là cả nước các tỉnh các huyện đều bắn. Đúng không ạ? Thì nó lãng phí quá thì có thể bây giờ như Hồ Gươm Hà Nội chẳng hạn là nơi mà lắng hồn núi sông ngàn năm nơi gọi là đông đô thăng long hà nội đó có thể là một địa điểm đó chúng ta bắn với một lượng vừa phải thôi để nó tạo ra một cái hào khí của năm mới và thông qua cái màn pháo hoa ở hồ hoàn kiếm trung tâm thủ đô hà nội nó sẽ truyền đi cả nước và thậm chí khắp cả trái đất tất cả những gia đình việt kiều và kiều bào nước ngoài họ cũng thấy cái pháo hoa ở hà nội nó thông qua cái màn gọi là ở trên tv nhà mình thì nó cũng tạo ra một cái hào khí mà cũng vô cùng là tiết kiệm dạ. cho nên là tôi nghĩ rằng là nhà nước và đảng chỉ thị là tiết kiệm chứ không có nghĩa là chúng ta gọi là với cái điều trong cái điều hai thì chỉ thị cũng nói là hãy tổ chức lễ hội cho rồi thì đón tết cho người dân thật là vui vẻ và nó phấn khởi Đúng không? Dạ, thì tôi dạ nghĩ vâng. rằng là nếu như mà hà nội mà có thể linh hoạt và, và tiết kiệm là bắn ở một địa điểm như thế thì nó sẽ tạo ra một cái nét nhấn Dạ. Tạo ra một cái nét nhấn rất là tốt cho cái mùa xuân năm đinh dậu này Dạ vâng, vâng xin cảm ơn ông rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi Thưa quý vị, Tết đinh dậu năm 2017 đang đến rất gần à, Trong ngày 30 Tết trên bầu trời sẽ không còn có cảnh pháo, những pháo bông hoa rực rỡ à, Trong lòng nhiều người sẽ có đôi chút trống vắng Giống như đã có thời gian chúng ta ngẩn ngơ vì không còn tiếng pháo reo vui đầu ngõ mỗi dịp xuân về Thế nhưng lòng mỗi người rồi sẽ ấm lại khi biết rằng sự thiếu vắng tiếng pháo nổ ấy cũng đồng nghĩa với sự an toàn của bao nhiêu tính mạng con người và năm nay sự thiếu vắng những cảnh pháo hoa hoành tráng có lẽ cũng không phải là điều gì quá lớn bởi không khí tết một phần đến từ chính sự trẻ sẻ chia của chúng ta đang dành cho nhau